Mời nhà trai. Mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Rồi bây giờ thì hai bên đã có mặt rồi. Mình nói lớn lên cho mọi người cùng nghe luôn nha. Dạ. Mời em trai. Em tên là Nguyễn Thành Ngọc, đang sống ở Ô Môn. Ô Môn, Cần là Thơ. Cần Thơ á. À. Mà em làm việc ở Cần Thơ. Nghề nghiệp chính của em là lái xe taxi. Rồi em ở Cần Thơ với ai? Em đi về với bà ngoại. Còn ba mẹ ở đâu? Ba mẹ em ở đây, hiện ở Dĩ An luôn. Vậy là em ở Cần Thơ có một mình thôi, rồi với bà ngoại thôi. Dạ. Ba mẹ làm ở Bình Dương làm gì? Mẹ em làm bên khoa sản, ba em thì ở nhà nội trợ với làm tự do. Đó là lý lịch trích ngang của nhà trai đó. Mời nhà gái. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh ạ. Chị Ngọc Lan. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Tú. Năm nay em 34 tuổi, quê của em ở Đồng Tháp. Hiện em đang làm việc và sinh sống ở Bình Dương ạ. Công việc của em là công nhân may của công ty ba lô túi xách ạ. Em ở Bình Dương là em ở với ai? Dạ, em ở với gia đình ạ. Em ở nhà trọ thôi ạ. Bình Dương là ở đâu em? Dạ, em Bình Dương, em ở thành phố Thuận An ạ. Bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm đi em trai. Khuyết điểm của em thì nói chung ra thì em sợ con gái khóc lắm. Em sợ con gái khóc lắm. Ưu điểm em thì nói chung ra thì mạnh mẽ, anh cũng biết rồi. Thanh niên mà, làm gì cũng được. Quan trọng là nấu ăn không ngon thôi. Không sao, biết nấu là được rồi. Rồi, mời nhà gái. Dạ, ưu điểm của em là em tự chắc là tự lập. Trong công việc cuộc sống thì em rất là nhanh nhẹn. Em thì tính cách thì cũng vui vẻ lạc quan lắm. Khuyết điểm của em thì em khá là nóng tính. Mà em nói chuyện thì không có được ngọt ngào. Đó là em thì không có được đảm đang trong việc nội trợ nữa. Em nghe anh ấy nói là anh ấy không có chịu giỏi nấu ăn. Không sao, hai bạn về nhà thì... Về ăn cơm tiệm luôn á. Ăn cơm tiệm. Dạ, nói chung nấu ăn thì em nấu được. Mà những điều mấy cái món đơn giản thôi. Tại vì thanh niên mà anh đi làm kiếm tiền rồi về. Chủ yếu là đơn giản là được. Đường tình duyên của em sao? Nói chung ra thì cũng gặp nhiều trắc trở. Nhiều trắc trở. Sao tự nhiên tới khúc này cái nó lặng dữ vậy? Dạ, có đường tình duyên bắt đầu không à? Sao vậy anh? Nếu mà mối tình thì em nhiều lắm. Dạ. Còn bây giờ qua thời gian là em với con vợ em thôi nhau rồi, là 3 năm mấy nay là em không quen ai hết. Dạ, ly hôn bao lâu rồi anh? Ở nhau tầm gần năm. Có mấy con rồi? Em chưa có con. Nhưng mà sao ly dị nhanh vậy anh? Thì nói chung ra thì lúc em cưới vợ á, là em lớn hơn vợ em tới 12 tuổi rồi. Ừ. Thì hai đứa nói chung ra thì có một cái ý khác nhau. Vậy đâu có gì đâu khó kể. Thì đúng rồi, nó chỉ đơn giản. Thì đúng rồi, nó chỉ đơn giản. Tại tự nhiên thấy anh lặng quá. Chắc cũng sợ kể về mấy mối tình nữa. Rồi chào em gái. Đường tình duyên bên kia, tình yêu thì lúc trẻ thì cũng có khá khá chút. Còn em sao? Năm 26 tuổi em cũng có kết hôn. Cũng có mấy tháng là ly hôn rồi. Tại vì ở miền Tây hay có vụ may mối. May mối không có yêu trước. Chỉ tìm hiểu một khoảng thời gian ngắn thôi. Thì sau đó kết hôn với nhau thì anh chê em là không có nói chuyện được ngọt ngào. Không có hợp tính. Phần là do cái môi trường sống ở nhà chồng nữa. Sau đó thì chia tay. Thì em năm nay cũng em 34 tuổi thì cũng được 8 năm rồi. Thì em cũng có tìm hiểu một vài người. Nhưng mà nó không có hợp tính đó. Rồi bây giờ em trai, em muốn tìm một người yêu thương như thế nào? Chung ra thì cũng hỏi ý kiến mẹ rồi. Khỏi làm dâu cũng được. Quan trọng hai đứa sống hòa thuận với nhau rồi để làm ăn, chăm sóc bà ngoại, rồi chia sẻ với nhau những niềm vui và nỗi buồn. Rồi bây giờ tôi hỏi nè, giờ lấy vợ về bắt buộc phải về Cần Thơ sống với bà ngoại đúng không? Dạ. Lấy chồng là phải về Ô Môn. Dạ. Cần Thơ đó, em thấy sao? Em chỉ muốn hỏi anh là, tại vì nếu mà hai vợ chồng có kết hôn á, thì anh kêu em về ở chung với gia đình của anh, thì không biết là có làm cái gì hay là chỉ ở nhà nội trợ thôi ạ? Công việc của em á, hiện giờ em chạy taxi. Dạ. Thu nhập của em trừ chi phí tất cả các thứ á, em cần khoảng là 13, 14 triệu thôi. Nhà của em hiện giờ với là có mặt tiền luôn. Ừ. Bạn nữ bên đó là công nhân hay là em không biết, đúng không? Nhưng điều nếu mà về đổi của em á, em sẽ cho bạn nữ đó học một cái nghề. Ừ. Và hay là mua bán gì đó nếu mà vợ em thích. Ở mặt tiền luôn đúng không? Dạ. Đó, cái này được đó. Em đã hiểu. Rồi, ta hiểu. Dạ. Còn em? Em thì muốn một cái người yêu của em á, người chồng của em á, là em thích người mà vui tính. Ừ. Có khiếu hài hước lắm, những người đàn ông mà họ có trách nhiệm mà có biết quan tâm chăm sóc. Anh này anh nãy thấy nói chuyện cũng vui lắm. Em cũng thích những người mà vui tính lắm. Ừ. Rồi, ok. Em hỏi một câu thay cho bạn gái nè, anh có khó không? Không. Không. Em cảm giác anh hơi khó. Không, tại vì quá trình thời gian mà thôi vợ lâu rồi em chấm vô cuộc sống á, với lại ông trời cho được cái răng cái tóc vợ con người. Em mất cái răng nên em mặc cảm giết rồi em đâm ra lạnh giá luôn. Mất cái răng cây lạnh giá luôn. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái ruột của em ạ.
Dạ con xin chào chú Hoài Linh với lại chị Ngọc Lan và tất cả mọi người trong trường quay ạ. Thì con thấy anh này cũng vui tính, chững chạc. Chị con này cũng tự lập từ nhỏ rồi. Hai người mà thấy hợp nhau á thì hãy bấm nút rồi cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Dạ. Rồi cảm ơn nhà gái. Rồi nhà trai đi nha. Em thì hiện em đi với mẹ của em đang ngồi ở dưới là mợ bạn của mẹ em là quê ở Đồng Tháp luôn đó, ngay Lai Dung Long Hậu. Mình là mẹ của thằng Ngọc. Nhưng dạ. Mà để mình nhận xét về cô này, chị rất là dễ, Ngọc nó cũng rất là dễ mà hiền từ nữa. Nhà thì mặt tiền sống với bà ngoại, con mà thích nhau thì tự tìm hiểu. Có thể cô có thể giúp vốn để mà ra mua bán một cái gì đó. Ví dụ chồng đâu thì phải vợ đó, mỗi người mỗi nơi không có được. Tại vì tụi con là đã lớn tuổi hết rồi. Nếu mà con nói tánh con hơi cọc cằn á, thì cô nói là con nên nhẹ nhàng. Vì Ngọc nó rất là hiền. Và trước kia nó cũng có một lần, nhưng mà quá dữ không nổi, thành ra mới cho đứt đoạn. Đó. Còn cô thì ở trên này, cô đi làm, ít có về lắm. Thành ra chỉ cần một người ở trong nhà, rồi mua bán làm ăn gì đó, rồi chăm sóc chồng con, thì thôi có bao nhiêu lợi thôi. Dạ, cảm ơn nhà trai. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cho đôi trẻ gặp nhau. Mở rào. Bắt đầu đi Ngọc. Nhân ngày đầu tiên anh gặp em, anh cũng có bó hoa nhỏ nhỏ để tặng em. Em cảm ơn anh nhiều nha. Dạ. Em cũng có cái chậu cây tặng cho anh. Rồi, anh cũng cảm ơn em nhiều. Dạ. Đó, hai bạn trò chuyện với nhau đi nào. Nãy giờ như hồi nãy giờ là trao đổi rồi đúng không? Mẹ anh thì cũng chấm em, thấy em dễ thương. Thì bây giờ anh cũng muốn hỏi em là quê em Đồng Tháp là ở thuộc huyện nào, tỉnh nào hay là thành phố nào bên Đồng Tháp? Em ở tỉnh Đồng Tháp, còn em ở thành phố Hồng Ngự. Dạ, em muốn hỏi anh là lúc nãy anh kem có nghe nói là khi mà ví dụ mình có kết hôn á thì về sống chung với ngoại. Thì tới mà em cũng có nói là cái khuyết điểm của em á là kiểu em cũng lúc là em rất là tự lập từ nhỏ, nhưng mà kiểu em đi làm á, em làm đủ thứ công chuyện hết, nhưng mà vấn đề kiểu đảm đang việc nhà đó, đi kiểu như nội trợ đó thì em không được giỏi lắm. Anh muốn cái nếu mà anh nói kết hôn anh, nhà anh có mặt tiền ra buôn bán mà em không giỏi buôn bán á thì anh thấy sao? Cái phần đó anh hỗ trợ em được mà. Nhưng mà em không giỏi buôn bán. Anh hỗ trợ em. Nhưng mà anh là tài xế taxi mà. Anh là tài xế taxi là hiện giờ thôi. Nếu mà anh với em về một đội với nhau á, trong khi đó em mới qua đất của anh thì nó vậy, lạ nước lạ cái. Anh sẽ hỗ trợ em, anh sẽ bán xe taxi. Trời ơi, đó là nghề của anh mà. Em cũng tại vì em thì em cũng hơi tự cái khuyết điểm của em nó cũng như vậy đó. Cho nên là khi anh nói thì em cũng hơi phân vân. Anh thì rất đơn giản thôi. Còn cái tánh cọc cằn của em từ từ sẽ sửa lại thì nói chung nó hoàn thiện hơn, tốt hơn. Bên kia không phải là cọc cằn. Ta không giỏi không nói có giỏi, ngọt ngào không thôi. Ngào được ngào thôi. Chứ không có cọc cằn nha. Nói chung mà nếu mà về đội em rồi không ngọt em cũng phải cho ngọt. À đó, hay bản lĩnh vậy đó. Nè, em gái, đây nói được đó. Ngọc nói là nếu như em về đó, Ngọc sẽ hỗ trợ mua bán kinh doanh gì đó. Nhà mặt tiền ngay chợ rất là tốt nha em. Không có lo lắng chị Lan về bán nè. Hiện giờ á mình tự cho cơ hội với nhau á thì Bình Dương đối với Cần Thơ á thì nói chung ra là xa cũng không xa mà gần không gần, quan trọng là cái tâm của anh thôi. Thì anh chạy taxi mà anh có khách ở lên Sài Gòn cũng thường xuyên lắm, thì từ đó ra Bình Dương chỉ có 40 cây số thôi, anh bỏ thời gian ra hàng tiếng chia sớt những niềm vui và nỗi buồn với em, ăn uống nè, cà phê cà pháo hay là cái gì cho nó xả chết chút xíu rồi anh về. Hầu như là một tuần có thể là anh lên 3 lần hay là 5 lần ví dụ, tại anh chạy taxi. Còn mà nếu mà thời gian mà không có khách á thì anh sẽ lên thăm em một tuần một lần. Dạ. Em cũng hơi ngại kia là yêu xa, nhưng mà nếu mà tại vì anh là tài xế taxi mà, vậy cái phương tiện thì anh đã chủ động được rồi. Em thì em cũng muốn mong muốn là mình tìm hiểu nhau thì có hợp tính với nhau. Ok. Dạ. Người phụ nữ đảm đang á thì khi về nhà chồng thì họ hay tự tin, nhưng mà em không có đảm đang cho nên em không có tự tin vấn đề đó. Cũng hơi đắng cắn vô đó thôi. Lấn cấn cái gì? Tôi thấy không có gì lấn cấn. Anh nói cho em yên tâm luôn nè, tại em gắn cắn là gắn cắn trong khi hai đứa mình biết nhau trong phần hẹn hò này. Đúng rồi. Thì mong á là mình sẽ trao đổi nhau nhiều hơn khi mà mình tự cho cơ hội với nhau nhiều hơn. Ông ở đây không có tự tin cái răng, cô kia không tự tin về cái chuyện lo nội trợ. Bây giờ Ngọc hát tặng cho, nếu mà hát anh tú một bài đi. Dạ. Nếu mà hát á thì bây giờ anh nếu mình về một đội á, dạ, anh sẽ hát cho tặng cho một khúc thôi ha, dạ, của ca sĩ Akira Phan. Bài hát được mang tên là Điều Ước Giản Đơn. Nhưng lúc em buồn anh đến bên cạnh, muốn cho em bờ vai. Lúc em buồn anh tự trách mình chẳng che chở được em. Nhưng lúc em cười anh thấy yêu đời,
bóng thương em nhiều hơn. Thôi em xin hát. Ảnh dùng quá. Trời, đang phê luôn. Ảnh dùng quá. Còn Tú, hát bài gì Ảnh Ngọc em, đi. Em hát một đoạn thôi. Trong cái bài Thao thức vì anh. Anh ơi suốt đêm thao thức vì anh, vì lời giá từ lúc anh ra về, rằng mai đây anh lại đến, ước gì trong cuộc đời là mình luôn luôn có đôi. Anh ơi nhớ thương thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây êm đềm, thầm mong sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. Để tay đây, nôn quá rồi. Anh nôn quá hả? Rồi, nếu thích chúng ta bấm luôn. Cảm giác đúng, đây là người của chúng ta, bấm luôn. 1, 2, 3. Nhà gái có bấm không ạ? Không, Tú không có bấm. Tú còn băn khoăn điều gì? Em băn khoăn tại vì em là người phụ nữ, em thích tự lập, em muốn có dựa vào người đàn ông nhiều lắm á. Kiểu em muốn có công việc của em riêng á. Cho nên là em... Hồi nãy sao em không nói? Tức nghĩa em nói tự lập, anh sẽ cho em tự lập, anh đã hỗ trợ em thôi. Tú ơi. Đúng không? Nãy giờ anh với tư cách một người làm mai, làm mối hơn chục năm nay rồi. Anh thấy Ngọc rất là được luôn đó em. Ngọc là người tốt đó. Nha. Quen mấy cô rồi? Hai người, cũng được 1-2 năm vậy đó. Sao bỏ ta? Người ta bỏ em. Người ta bỏ em. Ai lên đó gọi cũng không? Đó bị bỏ hết trơn á. Tội nghiệp không? Mình dành thời gian và sự nghiệp nhiều hơn rồi. Cho nên mình không có xác định vào cái việc mà hôn nhân. Nói chung là nhà con cũng khó khăn. Cho nên là mình muốn á lo cho nhà, kiếm nhiều tiền để mà có thể lo được cho ba mẹ. Tội nghiệp không? Etheric dòng làm sạch nám và trắng da. Làn da sạch nám không còn là nỗi lo của bạn. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu cho mình nè. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Chào chị Ngọc Lan. Em là Lưu Thị Kiều Diệu. Hiện tại và em đang sinh sống và làm việc tại Quảng Ngãi. Em đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại thì em đang kinh doanh kiểu buôn bán ốc đó chị. Quán ốc hả? Mở quán ốc. Dạ. Nhiều sọt hết hả? Ngon à? Ngon đó. Làm cho chú dĩa ghẹ coi. Làm cho chú dĩa ghẹ coi. Bây giờ mình nghe nhà trai nè, mời em trai. Em tên là Ngô Chí Trung, sinh năm 1993, nay 30 tuổi. Em sinh sống làm việc tại thành phố Dĩ An, Bình Dương. Trung là quê đâu Trung? Dạ, ở Thanh Hóa. À, Thanh Hóa. Dạ. Mà bây giờ mình ở Bình Dương với ai? Dạ, ở với gia đình. Vào đây định cư từ năm 2000 tới giờ. Vậy là em lấy vợ về làm dâu đúng không? Không cần phải làm dâu. Không cần làm dâu. Dạ. Có mua miếng đất kế bên chưa? Có, nhà có đất đai. Có luôn. Ngon lắm. Ai mà có đất là tôi mê lắm. Trời, nhà trai tôi ngon lành rồi đó nha. Rồi bây giờ mình nghe về ưu điểm và khuyết điểm của nhà gái nè. Ưu điểm của em thì nói chung là đảm đang, rất là thích con nít. Em thì thuộc tốt người là không có câu nệ những cái việc nhỏ. Em nấu ăn ngon. Rồi còn khuyết điểm của mình là gì? Em rất là dễ tin người. Với lại là nhiều khi nói chuyện không được nhẹ nhàng á, cho nên là mọi người dễ kiểu hiểu lầm, kiểu ít cái giao du bạn bè, rồi thích sống những nơi yên tĩnh lắm. Câu này nghe già lắm à. Mấy người lớn tuổi chuyên môn nói thích ở yên tĩnh. Tôi là giờ tôi ở yên tĩnh rồi đó. Em cũng thích ở yên tĩnh không? Em thích ở yên tĩnh luôn hả? Qua bà nở luôn đi. Qua bà nở luôn đi. Qua bà nở liền luôn. Ê bên đây chưa cho nha. Ủa chưa hả? Trời ơi, vậy là hai đứa này hợp nhau rồi đó. Nhà gái ta nói ưu điểm khuyết điểm, mà mình nói ưu điểm khuyết điểm của mình đi Trung. Em ưu điểm là không hút thuốc. Rồi tốt. Không kiểu bài bạc này nọ. Còn biết nấu ăn. Quen mấy cô rồi? Hai người, cũng được 1-2 năm vậy đó. Rồi sao bỏ ta? Người ta bỏ em. Người ta bỏ em. Ai lên đó gọi cũng không? Nó bị bỏ hết trơn á. Tội nghiệp không? Tự nhiên bỏ vậy đó hả? Em có làm gì sai không? Cô đầu là em quen thời đang còn đi học, là bạn thân nhảy vào. Bạn thân của em? Dạ. Nói giờ muốn rơi nước mắt luôn. Rồi chơi bạn thân mà giờ. Thứ hai là do gia đình nhà gái nó chê mình. Chê sao Chung? Đi làm ngoài nắng nên là đen này nọ nó không phù hợp. Giờ em nhắn tin hỏi đen bạn Quyền Linh không? Giờ em nhắn tin hỏi đen bạn Quyền Linh không?
chê này nọ thôi là thôi, không thôi vậy thôi đi, vậy thôi đi, ta chê quá thôi đi. Dạ. Rồi, nhà trai tôi thật tình lắm. Chào nhà gái. Dạ, con chào chú. Trời ơi, gái Quảng Ngãi hả? Dạ. Rồi, bây giờ á, bên đây có hai mối tình mà người ta rớt nước mắt. Còn con sao, có mấy mối tình nè? Lúc mà con còn đi học á, và lúc mà con về con tự kinh doanh á, thì lúc đó chủ cũng có quen, nhưng mà thời gian làm việc mình dành cho thời gian và sự nghiệp nhiều hơn. Rồi. Cho nên mình không có xác định vào cái việc mà hôn nhân. Nói chung là nhà con cũng khó khăn. Cho nên là mình muốn á, lo cho nhà, kiếm nhiều tiền để mà có thể lo được cho bà mẹ. Tội nghiệp không? Bây giờ sao? Bây giờ là có tiền chưa? Dạ có tiền. Không có này tôi lo. Không có này tôi lo. Không có này tôi lo. Ừ, không có bên đó lo. Bên đây người ta có đất, có nhà cửa đầy đủ hết trơn. Dạ thì con có tiền rồi, nhưng mà khi mà nghĩ tới cái việc mà mình sẽ lập gia đình á, thì nói chung công việc nó ít có thời gian mà để đi gặp. Thì như đi làm buổi tối thôi à. Thời gian đi làm buổi tối nhiều. Không có thời gian mới rời xa cái mối tình đó đúng không? Nói chung là bị mất nhiều cơ hội lắm. Tức là bạn này chỉ có mới chớm quen thôi thì lại bị công việc nó lôi cuốn nhiều quá. Không có nghĩ về thôi được rồi, thật ra là chú thấy con là một người sống vì gia đình. Một con người rất là tốt, những ai mà suy nghĩ về gia đình, hướng về gia đình á là một người thật ra rất là tốt. Rồi ba mẹ vẫn ở Quảng Ngãi luôn. Dạ. Ba mẹ thì ở dưới quê á. Còn quê. Con làm ở trên thị thì con ở riêng ở trên thị. Rồi con ở với trọ. Con ở một mình dạ. Ở trọ hả? Dạ con ở nhà riêng. Ngon luôn. Ngon luôn. Hết hồn. Tôi phái mấy đứa trẻ bây giờ đứa nào cũng giỏi hết trơn á, có tài sản riêng hết trơn rồi. Bây giờ khá rồi, bên đây cũng có đất riêng, nhà riêng. Hai đứa là tự có thể tự lập về tài chính rồi, chủ động về tài chính rồi. Dạ. Khỏe rồi, bây giờ mình lo chuyện tình yêu đi. Nói chung là bây giờ con thì lúc nào cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc hơn là cái việc mà sẽ xây dựng sự nghiệp hoặc là kiếm tiền. Rồi. Dạ. Dạ, bây giờ mong muốn có bạn trai như thế nào? Tiêu chí thì bạn hiền lành, nam tính. Phụ nữ tính được không? Dạ không. Ta cũng hiền mà ta nữ tính được không? Không, con thích nam tính. Có những người đàn ông á, thật ra người ta rất đàn ông về xử lý về tất cả mọi thứ á, nhưng mà nhìn dáng điệu hơi nữ tính. Đẹp tí nó con coi thử. Đẹp tí nó con coi thử. Đi con coi. Nói thầy chưa đây không có nha con nha. Dạ. Với lại là con thì cũng thích mấy bạn kiểu thích tự do ấy. Tự do. Thì con thích dịch chuyển. Tại vì cùng chung chí hướng thì sau này ví dụ như mục tiêu của con là sau này ví dụ như có gia đình thì con sẽ đi trải nghiệm nhiều hơn. Cho gia đình mình hoặc là con sau này nó sẽ được hiểu biết nhiều hơn. Đúng rồi, có tiền ha, đi du lịch nhiều ha, để trải nghiệm. Nó nghe là vô Bình Dương bán ốc được không? Dạ được. Dạ được. Con mặt bằng mình lấy nguồn từ quê mình vô. Có luôn. Có luôn hả? Dạ. Có mặt bằng mở tiền ốc đúng không? Tại vì nhà có mặt tiền luôn mà. Mặt tiền luôn hả? Dạ. Đầy đủ điều kiện. Không thua kém bên đây. Nói chung là bên nhà trai tôi có hết rồi. Nhưng bây giờ con thử diễn tả coi có gì giống trung bên đây không? Con thích mấy bạn cao hơn cỡ 1m7 á. Mời qua đây, để tôi qua đây tôi coi. Đừng mời qua. Này vụ này tôi không dám nói. Chết rồi. Vụ này để kiểm tra lại cái. Không sao. Ta nói là tính cách nó sẽ vượt qua được hết cái chiều cao. Đất đai bù chiều cao. Đúng. Đất đai bù chiều cao. Đúng. Nó có đất riêng nó bù chiều cao. Nói chung với con ơi, tôi nói con nghe nè. Ngày xưa ông bà ta quan niệm gì mình lấy chồng lấy vợ là phải cao lớn để đẻ con nó cao. Nhưng mà bây giờ khoa học tiến bộ rồi con. Gen di truyền chiếm có 29% thôi. Dinh dưỡng môi trường nó chiếm 30%. Dạ. Chăm sóc giữa cha mẹ này kia chiếm 10%+ nữa. Tóm lại là cha mẹ hơi lùn chút xíu nhưng con có thể cao. Đây chú nè. Chú nè, chú lùn hơn con chú luôn nè. Chú lùn hơn con chú luôn nè. Tự hào á. Chú tự hào. Tự hào là chú lùn hơn con chú. Bởi vì cho con thấy được rằng là chưa chắc người không cao mà đẻ ra con thấp đâu. Đúng không? Dạ. Đừng có lo. Rồi ngoài chiều cao ra còn gì nữa? Bạn cũng thích cười. Thích cười hả? Nhưng mà cười hoài nó cũng kỳ lắm nha con. Nói chung nãy giờ nói cho nhà gái nghe chung con làm ăn gì? À, nhà con này làm phế liệu. Làm từ năm 90 tới giờ. Giàu lắm con. Tưởng bình thường. Bình thường. Tưởng trả lời dập dập sơ sơ chắc té xỉu. Với lại con đang làm thêm bên mặt da dày á. Ý là con làm gia công cho người ta thôi. Con gia công. Dạ. Nhà con ba mẹ làm phế liệu, con làm gia công dây dày. Thì là phế liệu là con cũng phụ ba mẹ làm. Phụ luôn. Có kiểu là tối thì con làm thêm bề cái mảng dây. Đó, nãy giờ chú hỏi giùm con đó. Dạ, con cảm ơn chú. Được không? Con nghe hết chưa? Con không có quan trọng vấn đề là bạn đó làm gì. Miễn là bạn đó thích, bạn đó là bạn thôi. Không. Làm gì việc thích là được. Không, thời buổi hiện đại mình phải coi người ta làm cái gì con. Không cần biết làm cái gì. Nghề gì cũng được nhưng phải ổn định trước cái đã.
Rồi bây giờ nói cho chị Lan nghe là em mong muốn có một người bạn gái như thế nào nè. Cũng xác định là lên đây là đi kiếm vợ chứ không phải là kiếm bạn gái nữa. Mình kiểu là người phụ nữ của gia đình. Cứ việc kiếm tiền em có thể kiếm được. Tại vì mình con trai mà, mình chủ động kinh tế, tài chính thì vợ có thể nắm. Nhớ nha, chút mở rào ra nói câu này nha. Bây giờ mình hỏi người thân nè. Rồi. Đi với ai? À, đi với hai bác và anh trai. À, có hai bác đây luôn hả? Có gia đình luôn. À. Rồi, chào nhà trai. Chào hai MC và rất là dễ thương. Dạ, chương trình. Cảm ơn nhà trai. Và cảm ơn là cái chương trình của mình á, là tổ chức rất là chu đáo và rất là nhân văn. Mà cái niềm mong ước nhất là của gia đình tôi hôm nay là được đăng ký cho cháu. Tết vừa rồi cháu đến bảo là chúc Tết bác mà bây giờ hỏi tình hình người yêu mày như nào không có. Ấy, thế tôi không được. Thế này là phải nhờ đến chú Quỳnh Linh với lại Ngọc Lan thôi. Để cho chị nó đăng ký chương trình. Từ nhỏ đến đi học đến nay chưa có khuyết điểm về vấn đề là tụ tập và chỉ biết làm ăn. Mỗi cái là tán cái dở cho nên thành thứ như vậy thôi. Thì bên cháu gái á thì nhận xét thì đúng là rất dễ thương. Nhân cơ hội này thì bên gái á, thì các cháu cũng trước lên đây rồi thì cho nhau một cái cơ hội. Lấy cái ngày này của các cháu là ngày đẹp nhất. Dạ, cảm ơn chị. Bác trai nhiều. Vậy là có duyên nó bạn gái rồi đó. Không? Mình đi với ai vậy con? Dạ, con đi chung với bạn. Rồi, dạ. Chào nhà gái. Dạ, chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. À, con là Lợi, là bạn thân của Diệu cũng từ cấp 2 đến giờ. Nhìn qua bên chàng trai thì anh này thì con thấy là anh cũng thật thà, cũng chân chất. Con nghĩ là hai người nên cho một cơ hội để tìm hiểu với nhau. Cảm ơn nhà gái. Thôi bây giờ mở rào cho hai đứa gặp mặt đi. Nôn lắm rồi. Mở rào. Cứ bình tĩnh tự tin lên, chào chung ha. Ở dưới có bác, có cả gia đình ủng hộ nè. Tự tin lên, bên đây có anh, đừng có lo. Nào. Tặng em món quà. 30 năm trong cuộc đời này chưa gặp nhau, lần đầu tiên gặp nhau đó. Coi sao nè. Em ở Quảng Ngãi này, em cũng tính vào đây hay là sao? Ý là xa gia đình á, em có vào được không? Hay là sao? Dạ, em cũng ngại anh. Với anh thì không cần phải làm dâu. Bố mẹ cũng không ép buộc phải làm dâu. Tại vì nhà thì cũng có đất đai, cũng xây nhà thì lên ở thôi. Anh thì làm rể được. Anh thì làm rể được. Dạ. Nhưng mà anh bị lấn cấn cái vấn đề là anh sợ bố mẹ làm dâu rồi xích mích. Anh đứng ở giữa mẹ chồng với con dâu, nhiều khi nó xích mích nên là anh rất ngại vấn đề đó. Nên là anh không ép buộc vợ mình phải làm dâu. Công việc của anh là như vậy thì anh có thể kiếm ra được đồng tiền, nên là cần một người vợ quản lý chi tiêu cái này đó. Dạ. Nên là hy vọng em đồng ý. Hy vọng em đồng ý. Dạ, em đã xác định có gia đình thì con cái thì em lo. Cái đó anh cũng lo được. Dạ. Anh à, vấn đề chăm á, cái việc chăm con á. Chăm con thì vẫn nhiều khi ví như là anh thấy nhiều cặp, nhiều vợ chồng nhưng đẻ con nó vợ bị trầm cảm sau sinh á. Nên là anh sợ vợ anh vấn đề đó, nên là nhiều khi anh có thể chăm con được, anh cũng thích con nít mà. Dạ, dạ. Được còn quá. Cái chuyện mà làm dâu thì em không có lo, ở chung với ba mẹ cũng được. Tại vì cái đó cũng là một cái bài học của mình. Nếu mà mình có thể sống với nhau mà hòa thuận được á, đó là một cái niềm vui. Cho nên em không có sợ rằng là mình sẽ ở với ba mẹ chồng. Lên chương trình đây là em cũng muốn cho mình thêm một cơ hội. Dạ. Cho mình cơ hội để mình tìm hiểu, tại vì mục đích vẫn là để có một cái gia đình hạnh phúc. Anh cũng mong kiếm gia đình hạnh phúc thôi chứ còn ấy thì... Đây là cái này. Sát sát lại chút xíu. Đúng rồi. Nãy giờ mình xa quá, mình chưa gì mình vô chuyện gia đình rồi. Mình phải có cảm xúc thương này. Coi tay gì làm gì kêu co dữ con. Tay kia đây. Bây giờ mình hỏi coi, thí dụ giờ anh muốn thì khoảng bao lâu cho bên anh biết tới? À, nếu mà được thì tầm bao lâu mình kết hôn được? Em muốn trong năm nay. Em muốn trong năm nay. Anh hay thì hai ba tháng cũng được mà cuối năm cũng được. Hai ba tháng cũng được mà cuối năm cũng được. Nghĩ trong năm nay là được. Tại vì bây giờ nhà anh kiểu dòng họ dòng mình anh mà chuẩn bị hết rồi. Đến bị dày tủ mọi thứ nên là cũng không ngại vấn đề là cưới lúc nào cũng được. Này, nắm tay bạn gái, nhớ tên bạn gái gì không? À, tên... Tên gì? Dạ, quên. Dạ, Diệu Hiền. Dạ, Diệu Hiền. Diệu Hiền đâu mà ra? Lung mắt quá. Kiều Diệu. Dạ, bạn tên Diệu. Dạ. Cùng thấy sao? Rất ok. Ok hả? Tim đập mạnh không? Ừ, chắc không đúng. Nãy mua quà về tặng bạn gái vậy? Dạ, đồng hồ. Nhưng mà lý do tại sao lại mua đồng hồ tặng bạn gái? À, thì muốn cho mình có thời gian với nhau hơn. Bởi bạn gái chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Mở ra đeo cho bạn gái rồi. Cảm ơn.
rung dữ. Dạ rồi, thôi rồi. Được không Diệu? Dạ được ạ. Rồi bây giờ hai đứa dẫn nắm tay lên coi. Tay kia nữa. Đồ cái tay. Tay không làm gì, làm gì cũng quẹo vô vậy. Nãy giờ thấy Kiều Diệu thế nào đối với mình? Mình thấy có đúng với cái người mà mình ước mơ không? Anh thấy bạn rất đẹp. Rất đẹp. Dạ. Nếu mình theo bạn chia sẻ thì con thấy bạn rất phù hợp với cuộc sống gia đình. Tại vì con muốn như vậy. Muốn sao? Muốn có một người phụ nữ của gia đình. Còn Diệu thấy... Dạ, con thấy bạn hiền. Hiền đúng không? Dạ, hiền lành. Tính dạ. Ta cũng chưa tiếp xúc gì nhưng mà thấy cũng... Hiền lắm. Dạ. Đừng ăn hiếp nó nha. Rồi, thấy được rồi đó. Tôi thấy hai đứa hiền lắm á. Nãy giờ mình giao lưu hết, mình nghe tất cả về nhau rồi. Bây giờ chỉ đưa ra quyết định của chính mình thôi ha. Dạ. Rồi, mời các bạn về vị trí. Chị Ngọc Lan sẽ đếm 1, 2, 3. Chúc mừng. Chúc mừng hai đứa. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau nào. Đó. Bây giờ nè, có bác ở đây nè ha. Với lại ở nhà chắc là ba mẹ cũng coi. Rồi có ba mẹ bạn gái nữa. Bây giờ mình hứa với người lớn gì đi? Thông qua chương trình con muốn gửi lời đến hai bác ở nhà. Nếu có chương trình thì con xin hứa là con tụi con nếu mà thành đôi, thành vợ chồng với nhau thì con hứa sẽ chăm bạn suốt đời, không để cho bạn buồn. Dạ con chào chú, con chào cô. Nói chung là đến đây thì con cũng cho mình thêm cơ hội để mà tìm hiểu anh nhiều hơn. Dạ con cảm ơn ạ. Dạ. Hay quá. Rồi, bây giờ một thủ tục tiếp tục là. Ôi, từ từ đi chú. Không, cái này là quy định rồi. Hôn vô má anh cái, nụ hôn đầu tiên. Đúng rồi, thể hiện là cái mình bấm nút á, là bằng trái tim của mình á, chứ không phải mình bấm nút chơi. Đàn ông mạnh mẽ lên, hôn vô má cái coi nào. Đó. Nhớ nha, phải mạnh mẽ lên chung. Bây giờ mình phải bằng mọi giá chinh phục được trái tim của cô này. Chú em sẽ sớm tìm hiểu nhau và thông báo tin vui cho chương trình nha. Dạ, con cảm ơn. Không gặp nhưng mà con có một nhu cầu đó, đi chơi hay hoặc gì vẫn gửi tiền cho con. Có nghĩa là mình vẫn quan tâm đến con. Vẫn... Các con có hay liên lạc với ba không? Vẫn có. Dạ, rồi sau đó thì hai cuộc tình phía sau thì sao? Thì hai cuộc tình phía sau thì nói chung là bận rộn lắm. Đi làm à, cứ sáng vậy là ăn uống xong mình đi làm thôi, rồi chiều về mình tối không có đi chơi đi bời. Là mình làm cho công ty ấy hen. Có lúc đi làm cho công ty, có lúc mình nhận được thầu ngoài nữa. Đó, nói chung là rồi cũng nhờ mai mối thôi chứ cũng không có quen không biết. Rồi thì tới thì khi họ mai mối thì tới cũng hứa rồi cũng ấy lắm. Nhưng mà về quen trong vòng mấy tháng, ba bốn tháng vậy đó. Rồi lại nảy sinh ra là đòi hỏi tiền bạc rồi này nọ, nói chung là thì nó cũng vậy, không hợp rồi mình cứ chia tay. Không ấy nữa. Ví dụ người ta đòi cái gì? Đòi hỏi tiền bạc là người ta đòi mình đưa tiền cho người ta hàng tháng, hay người ta đòi mình phải tặng quà, tặng cáp đồ cho người ta? Nói chung là quà cáp là đầy đủ. Tiền nói chung là mình đi làm xây dựng là hàng tuần về tiền vẫn có đưa. Nhưng mà cứ có ngày than là làm không thấy tiền đâu, tiền không nhiều. Đó, nhưng mà khổ vậy, mình đi làm lãnh thầu cái nhà ta mà chưa có tiền lãnh hết, chưa có làm hết làm sao có tiền. Hàng ngày mình phải thu chi cho cái công việc làm ăn nữa, mua đủ thứ các cái. Rồi anh có giải thích luôn, anh có giải thích cho người ta hiểu không? Có nói nhưng mà cũng không đồng ý. Yeah. Không đồng ý, rồi cuối cùng ai là người chia tay? Em là người chia tay. Nếu nói không được nữa thôi, mình tự giải thoát cho nhau, không có ràng buộc. Dạ. Còn mọi mặt là rất đâu đó là vui vẻ. Từ miếng ăn tới miếng uống, nói chung là không có phàn nàn gì hết. Cứ đi làm về có cơm no ăn là được. Đơn giản vậy thôi, có đúng cơm rồi. No ăn là được. Ừ. Chị Duyên, mình làm thợ may nhưng mà mình nấu ăn giỏi không chị? Được chứ không giỏi. Ví dụ những cái món mình nấu mà thấy là được đó, ăn là khen ngon đó, là món gì nè? Không quá mặn, dạ. Không quá ngọt, dạ. An toàn vệ sinh thực phẩm. Dạ. Nói chung chịu ăn ngoài, thích thì nấu. Tại vì hiện tại em ở có mình là, ví dụ bữa nào thích thì chợ nấu, không thì không nấu. Mình thích ăn cơm ngoài hay thích ăn cơm nhà nè? Nói chung là cần một mái ấm gia đình.
cần một mái ấm gia đình. Trời, nói gọn gàng vậy luôn, có còn nói được cái gì nữa hết. Vậy thì ngoài cái chuyện mà mình làm công việc chính của mình là thợ may, mình nấu ăn cũng được được, thì chị thấy là mình có cái ưu điểm gì nè? Hay quên. Quên là do mình tự nó quên hay là sao mà quên? Ví dụ mà em đi đâu làm công việc gì là em phải sắp xếp, em chuẩn bị trước là sắp xếp điểm cho em, còn những cái mình phải chuẩn bị. Hay lo xa. Lo tính hay lo xa. Rồi trong cái lúc hay lo xa có hay càm ràm mấy người mà ta lo gần không? Mình tự mình âm thầm mình lo vậy đúng không? Rồi sao mình nhắm mình chịu được một cái cô người yêu, một cái cô vợ mà một là cổ ưa quên nha, nhiều khi quên nấu cơm luôn đó. Hai là nhiều khi cổ lo cái gì là cổ lo trước đâu cả mấy tháng vậy đó, rồi chịu nổi không? Dạ bình thường vậy, mình nói chung là chịu không? Chịu không được đúng không? Nhắc nhở nữa. Trời sao thấy dễ dàng dữ vậy? Theo như mà biên tập chia sẻ đó thì có một cái giai đoạn là anh công việc rất là nhiều, rất là bận. Vì giai đoạn đó có vẻ như là mình cũng phải có, giống như anh nói là có thầu riêng đó. Thì lúc đó thì cái công việc của mình nó có thuận lợi không, mà để rồi cuối cùng cái xích mích, cái lời ra tiếng vô giữa mình với những mối quan hệ trước là nó liên quan đến tiền bạc, rồi người ta chê mình là làm không thấy tiền, thì lúc đó công việc của mình có thuận lợi không anh? Công việc có thuận lợi. Nhưng mà tính họ hay càm ràm, tại vì người thì người Thanh Hóa. Là anh người Thanh Hóa hay người ta? Không, người cái người mà sau này là Thanh Hóa. Thôi giờ mình đừng dính mắc vô chuyện dùng miền đi. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có người khùng người điên mà thôi. Vậy đi ha. Rồi nhưng mà người ta đòi hỏi, người ta không thông cảm cho mình. Đúng rồi. Mình chỉ cần một người được thông cảm cho mình thôi. Tiền là mình không tiếc. Hiểu và thấu hiểu theo cuộc sống hiện tại. Thấu hiểu cuộc sống hiện tại. Thấy đơn giản, đơn thuần lắm nha. Rồi ngày hôm nay mình tới đây nè, thì mình kỳ vọng là mình sẽ tìm gặp được một cái người để mình có thể hẹn hò đó, thì người đó mình mong muốn là người ta có những cái biểu hiện gì, từ ngoại hình cho đến tính cách đi. Nói chung thì ngoại hình dễ nhìn chút. Dễ nhìn theo anh là cái là như sao, ví dụ cao rồi nặng đồn sao, tóc dài tóc ngắn? Dạ cái đó không yêu cầu. Không yêu cầu. Dạ, tại vì nói chung thì mình có cái duyên mới gặp, thì về cái ngoại hình á hoặc là lụa lài đó thì về mình tự chăm sóc cho nhau thôi. Quan trọng là tính tình, tức là cho vợ ăn diện đúng không? Đúng rồi. Rồi mình thích người phụ nữ gia đình hiện đại. Mọi lúc mọi nơi không có... dễ nhìn, hiện đại, biết chăm sóc bản thân, rồi còn mong cổ có cái đặc điểm gì nữa không nè? Dạ vậy được rồi. Vậy được rồi. Trời ơi sao thấy dễ dữ rồi chị Duyên, sao nè, mình cũng khép lòng mình vì nặng nợ gia đình mấy chục năm rồi, bây giờ khi mà nghĩ tới hạnh phúc riêng tư thì mình mong mình tìm được cái người có đặc điểm như sao? Anh nói không gia trưởng. Không gia trưởng. Ví dụ công việc anh thì vẫn nhậu được, tại cái em nghe cũng biết cái này là anh nhậu, nhưng mà cũng phải biết dừng điểm gì là được rồi. Với cuộc sống thì cũng như chia sẻ vậy thôi, cảm ơn rất là đơn giản. Không gia trưởng là được. Có cần ta giàu không? Không cần giàu. Không cần giàu. Mình đối diện với khó nghèo trong quá khứ nhưng mà mình không bị ám ảnh lắm đúng không? Mình tự làm được. Rồi nhậu cũng được, mà bao nhiêu là được? Ví dụ một lon hay là một cớp? Ví dụ công việc của anh là nhậu, anh biết điểm dừng là được. Điểm nào là điểm dừng? Ví dụ dừng tới chỗ nào là dừng là được, thắng cái két là được nè. Ví dụ nhậu mà anh biết cái đường để mà còn về, tại vì mà buổi mà có gì thì người vợ nhà rất là lo, ý em là như vậy. Đi về an toàn. Rồi không có trong cơn say mà làm chuyện bậy bạ, rồi đi giải quyết hậu quả nó mệt. Rồi anh nhậu nhiều không anh Phúc? Dạ nói chung thì cũng uống được 5-7 lon thì, nhưng mà không có nhậu bậy bạ. Đi làm rồi thì gặp đối tác về đó thì... Tháng mình nhậu mấy lần? Thì thường là anh em thợ hồ là thứ bảy đưa cho anh em ta nhậu bồi dưỡng đó. Còn mình thì giải thấy uống vui chút đỉnh là về. Còn nếu như mà bài ra ăn uống vậy thì về chở vợ đi lại đó nhậu cho vui. Cho vui hay là chở vợ đi để có gì vợ chở về? Không có, lại nhậu cho vui luôn. Để cho vui thôi, để hai vợ chồng cùng đi cùng về. Đúng rồi, thì bữa nào có mà ăn thấy... cùng ăn, có vui cùng vui. Bữa nào thấy quắt cần câu, có khả năng quắt cần câu thì thôi rủ về nhà nhậu luôn đi. Dạ không ạ, à, mình không có đặc điểm đó. Không có đặc điểm đó, rồi là sẽ không có cho phép mình nhậu một cách quá lốt. Dạ không cho. Trời ơi, được quá ha. Rồi chị Duyên, anh Phúc đã rất là thiệt lòng luôn, là anh chia sẻ rất là tường tận về một cái cuộc hôn nhân. Nó cũng dùng dằng,
chung sống, rồi sau đó là thêm rất nhiều năm nữa là ở mười mấy năm, rồi thêm hai cuộc tình sau đó nữa, trong khi tình trường của mình bên đây thấy là nó cũng hơi mỏng mỏng. Mình có ngại không? Mình có ngại một cái người đến với một cái người đàn ông mà họ từng ly hôn mà họ có con riêng nữa? Trời, thích cái chữ này nè, thích cái chữ hôn nhân gọn gàng đó. Đúng rồi, cái quá khứ nhiều khi mình đâu có quản được, đúng không? Bây giờ ông trời ông ráp tụi mình lại cái lúc này thì mới gặp nhau. Ừ, quá khứ thì ai cũng có cuộc đời, nhưng mà quan trọng là phải gọn gàng. Đâu vô đó giùm tôi một cái. Gọn gàng chưa? Dạ gọn gàng. Gọn gàng rồi đúng không anh? Trời, dễ thương quá. Nói chung là không có tính lăng nhăng. Bạn cũng vậy, chỉ một. Chứ còn mình không có kiểu mà quen rồi bạn rồi người yêu rồi em gái gì, không có tính đó. Cho dù bạn cũng vậy, đi lại một cái điểm đó chơi ha, đi đám cưới ha, hoặc đi uống cà phê dần trở theo. Chỉ một. Một thôi. Chỉ mong một cái niềm hạnh phúc thôi. Song sắc vậy luôn. Nhiều khi anh nói, có khi nào anh nói cái mấy người ngoài người ta không tin không? Tại vì làm thầu nè, rồi xây dựng, rồi nghe đồn cũng nhiều đúng không Di Di? Dạ đúng, những anh em mà sống với em lâu năm là như vậy. Kêu là rất nể phúc. Một là một, hai hai. Là người ta thừa nhận cái phẩm hạnh của anh rồi đúng không? Rất thẳng, không có... Quá trời được luôn rồi đó. Rồi, hình mẫu của mình là chỉ cần không gia trưởng là được. Nãy giờ theo cái giọng nói mà mình nghe, mình nghĩ rồi là bên đây gia trưởng không? Rồi bây giờ mình nghe ngược lại cái giọng bên đây, mình thấy giọng bên đây là có khả năng là chì chiết rồi còi đòi hỏi rồi này kia kia nọ không, ước thử coi. Dạ chắc nghe cũng im nhiều. Em gì thì nói chung thì ở Tiền Giang là ở Cà Lậy, còn Đồng Tháp thì cũng sát bên. Nói chung thì nói chung vùng miền cũng dễ đồng cảm. Giọng này là giọng quê mình đó đúng không? Nghe đúng giọng quê mình dễ chịu. Dạ. Trời, em ngồi ở giữa em thấy nãy giờ thì em đang kỳ vọng, em không biết là hai người bấm hay không, chứ em thấy ông trời bữa nay ông tính dữ lắm nha. Yeah. Em đố anh vậy chứ bởi anh chị mặc áo màu gì á? Dạ, nếu mà thợ mai thì chắc mặc áo màu... Thợ mai là một ngày người ta tiếp xúc cả chục sắp giải đó, rồi theo anh thợ mặc áo màu gì? Thợ mai thì chắc áo bông. Áo bông? À. Tại sao thợ mai là... áo bông, áo có cái bông à. Áo có cái bông nhưng bông không thì tại vì theo như Phúc thích cũng vậy, mình cũng phải có một chút xíu bông hoa, một chút xíu bông hoa, một chút xíu đúng cái rồi. Bông mình nó rất cầu kỳ luôn cho anh hay chất vậy. Lượng đàng hoàng luôn. Vậy là quá thích. Đố chị với anh mặc áo màu gì? Màu sọc. Là vì mình thích đàn ông mặc áo sọc caro hay là vì mình nghĩ? Quan trọng là tươm tất gọn gàng đó đúng không? Áo trắng làm chúng ta lo lắng lắm. Rồi, bây giờ mình, nãy giờ mình nghe tiếng rồi, mình án chừng rồi, bây giờ mình sẽ được nhìn hình nè. Coi thử coi là cái cảm nhận của mình về đối phương như thế nào. Chương trình sẽ có hai cái thiết bị và trên đó có ba cái hình. Anh sẽ nhận được hình của ba người con gái, chị sẽ nhận được hình của ba người con trai. Và mình đoán thử coi là người nào là cái người mà nãy giờ mà mình đang trò chuyện thông qua cái vách ngăn này nha. Đây là con trai và đây là con gái. Rồi. Và bây giờ thì mời hai người sẽ trổ tài. Dạ. Để coi là mình đoán được chính xác hay không. Hai anh chị sẽ lướt màn hình điện thoại ha. Mình sẽ lướt qua. Mình sẽ lướt qua như thế này để mình đoán coi là người nào là cái người nãy giờ mình đang nói chuyện. Mình đoán là người nào thì mình sẽ dừng lại ở cái hình đó ha. Dạ. Anh đặt cái điện thoại gì để cho bạn ấy dễ lấy hình nha. Anh cứ cầm gì anh lướt. Rồi. Mình lướt đi chị Duyên. Mình nghĩ coi là nãy giờ mình đang nói chuyện với ai. Nghe ước chừng cái giọng nè. Đó, rồi ước chừng cái dáng nè. Cái dáng cái giọng nè. Nhiều khi ít nhậu thì bụng chắc cũng không bự lắm đâu nha chị ơi. Em nói đại đại vậy đó. Thợ mai thì thường này chắc chưa dạ.
Tại vì có cái bông hả? Tại vì có cái bông, cứ có bông là dừng lại đúng không? Trời đất ơi. Rồi, chuẩn bị nha, giờ chắc chưa chứ đoán sai là em phạt đó. Chương trình là có, chương trình này vui lắm, đoán sai là bị phạt đó. Rồi, em gửi hình này. Một đáp án. Rồi, bên đây có đáp án chưa ạ? Chốt ạ, dạ. Rồi, giờ em sẽ cho hai người kiểm tra đáp án. Mình chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu nha, mình không cần nói gì hết trơn á. Rồi, chuẩn bị nha. Đây là hình mà anh đoán chị nè, đúng hay sai? Rồi, bây giờ đây là hình mà chị đoán anh nè, đúng hay sai? Ôi là trời luôn đó. Nhưng mà tại sao mình chọn cái người này? À, đó, tại cái áo sơ mi trắng đó, tại cái áo sơ mi trắng. Còn đặc điểm nào nữa không? Ốm ốm. Ồ, ê, cái đặc điểm này được nè. Nhưng mà ốm ốm, sao mình nghĩ là anh ốm? Trực giác của mình mách bảo vậy rồi anh. Ờ, sao lại là cô ấy? Sao lại là cô ấy? À, nhìn mặc áo dài nhìn cũng dễ thương. Áo dài dễ thương. Áo bông dễ thương. Ê, nói nghe nè, hai người mà thôi em không nói sớm đâu. Nhưng mà nó kỳ lắm, cái đáp án này nó kỳ lắm. Bây giờ muốn biết nó kỳ chỗ nào thì mình sẽ quan sát đối phương ở bên ngoài luôn ha. Dạ, hai người sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Hai người sẵn sàng, em sẽ cho hai người gặp nhau nha. Dạ. Rồi thả lỏng đi anh. Dạ. Bên đây mình thả lỏng nha chị Duyên, dễ thương quá à. Rồi giờ kéo nha. Rồi, rồi tự kiểm tra đáp án của mình nha. 3, 2, 1. Mời hai anh chị gặp nhau. Chào em. Vậy em đoán đúng rồi. Đúng không? Đúng. Đúng không anh? Không. Không có đúng. Không có đúng, có nghĩa là anh, vậy là anh bị hình dìm rồi. Đúng không? Rồi, chứ cái hình của ảnh thì có vẻ như là nó khác ở bên ngoài một chút. Rồi, rồi mình đoán đúng không? Mình tự kiểm tra coi mình đoán đúng không? Trật luôn. Cũng trật luôn. Nhưng mà nó có hai cái rất là dễ thương. Là anh chọn chị ấy vì chị ấy mặc áo dài. Chúng ta có cái áo dài ở đây. Còn chị chọn anh đó là bởi vì anh ốm ốm. Anh ốm đây. Đúng gu luôn. Cảm xúc của mình sao? Cảm xúc của mình sao khi mà cái tấm vách này nó được kéo ra? Chị Duyên nói trước đi. Cũng hồi hộp. Mà khi mà chạm mặt rồi thì thấy một cái